mà một cái corollaire đó, tức là cái hệ luật đó, à một cái trong cái văn chương hay là trong những sinh hoạt của con người đó thì cái hệ luật nó nhiều khi nó không giống như là mà khoa học thì với cái này thì A cộng với A, O cộng với C oxy chẳng hạn, nó thành ra một cái công thức, nó thành ra là nước hay nó thành ra gì đó, chứ còn thì là với con người thì nó không theo một cái nguyên tắc của cái khoa học đâu. Tức là bởi vậy nó bán cháu mới nhiều khi cháu không biết đó là lý tưởng một cách gọi là nhưng mà ngược lại thì giống như bác nói đó, đôi lúc cháu cũng biết được là mình cũng thuộc loại coi như là lý tưởng quá đáng, phải không ạ? Tức là cái gọi là duy duy ý chí đó, phải không ạ? Thì Mình cũng hiểu cái chuyện đó chứ không phải là nhưng mà coi như là giống như cháu nói thì mình làm thì mình vẫn làm thôi, tức là chuyện mình làm thì mình vẫn phải làm và mình vẫn nói thì mình vẫn phải nói những cái chuyện mình cần nói. thì cái chuyện mà ông cần nói thì tôi đã có lần, nhưng mà có thể là cái mức độ là mình cũng phải thông cảm, mình cũng phải là chia sẻ, chứ còn là mình thẳng thừng như là một công thức toán học thì không được. Mình Tức là đòi cương hỏi quá đó. mình đòi hỏi cái cuộc đời này nó theo một cái công thức đó thì không những tội nghiệp cho những nạn nhân của Khải Đào, Dạ, tức cái là thấy đối à thủ mà chợ, như bác nói là nạn nhân đó. à thế thì do đó mà tôi không biết thế nào về Nam Quan hay là dựng chuyện hay là để mà phá sập cái kênh của Khải Đào chứ, nhưng mà tức là ông mua thù trước oán Dạ đúng. Nhưng mà ý cháu nói đây á là sao là lại ông bắt người ta phải sống một cách quân tử hay là Dạ lương đó. thiện hay là gì được Dạ đó. Tức là ý cháu nói cháu trở lại thêm một cái vấn đề đó bác, nó qua một cái điểm mà có lẽ là trong những lần khác mình sẽ nói. Cháu nghĩ là như vậy nè. Đó là cái đó nó liên quan đến đến người Việt Nam mình nữa, mà giống như những cái người mà gọi là cựu quân nhân đó bác. Bác nhớ cháu hay nói không? Cháu nói là hiện giờ ở Hoa Kỳ nè, cựu quân nhân Hoa Kỳ hàng ngày họ đều tự tử, đúng không ạ? Cái số người tự tử hàng ngày nó nhiều kinh khủng lắm. Trong khi đó đó, những người mà chính miền Nam Việt Nam đó bác, thật sự cũng là tâm thần cũng có vấn đề chứ không phải không. Nó gọi là thuộc lại, nó gọi là cái bệnh trạng, đúng không ạ? Nó gọi là cái syndrome, đúng không ạ? Đó là post traumatic syndrome, PTSD đó. Nhưng mà mình, tại vì mình không có chịu đi chữa trị, mình không có ý thức được cái chuyện đó. Bởi vì chúng là mình cứ cứ nghĩ là mình vẫn là bình thường, mình sinh hoạt, nhưng mình nghĩ sao nói vậy, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của mình là nó bình thường. Bởi vì chúng là, nhưng mà thật sự nó không có bình thường. Tức là giống như bác nói đó, đối với cháu, giả dụ cái thời bình nó khác, thời chiến nó khác, có những cái hành, có những cái việc làm người ta chấp, nhân loại chấp nhận được, đúng không ạ? Trong trong chiến tranh. Nhưng mà ở thời bình thì không ai chấp nhận mình hành xử như vậy được hết đó. Còn cháu thấy người Việt Nam mình lẫn lộn, không phân biệt được. Giả dụ như anh tranh cử, bác nhớ đi học không, giờ con cháu của bác đó đi học, nó có những người gọi là hội phụ huynh học sinh, đúng không ạ? Anh muốn ra ứng cử để mà làm đại diện cho phụ huynh học sinh đó khác, anh tranh cử vào một cái ghế nghị viên ở một cái thị xã nó khác, anh tranh cử vào quốc hội tiểu bang nó khác. Đừng có lờ nhập nhằng giữa cái chuyện làm chính trị phải gian ác, phải thủ đoạn. Bác hiểu chứ, là giống như cái thời ông Ngô Đình Diệm với
Nguyễn Văn Thiệu với này kia, tức là trong cái thời chiến tranh, những cái chuyện mà phải cháu gọi là để mà sinh tồn đó, đúng không ạ? Ở vào những cái vị thế mà lãnh đạo quốc gia mà mình có thể đương nhiên cái chuyện mạng sống là giống như bác nói không có ý nghĩa gì, tức là phe này phe kia họ phải tranh giành, họ chém giết nhau để mà chiếm được cái ghế, đúng không ạ? Chiếm được quyền lãnh đạo giống như bây sản đó, thì đúng, tức là cái chuyện đó nó đòi hỏi là phải mưu mô, phải xảo quyệt, phải gian ác thì tạm thời còn chấp nhận được. Nhưng mà bác đồng ý với cháu không, kể cả trong chiến tranh có những cái công việc đó bác, có những cái vai trò là gián điệp, đúng không ạ? Là bị bắt nó sự bắn liền, nó có quyền bắn, và cái phe kia cũng không lên án, cũng phủ nhận luôn. Bác nhớ mà trong phim Điệp Viên nói mà những cái điệp vụ, đúng không ạ? Tức là chính phủ nó phủ nhận hết, nó nói không, tôi không biết cái đám này. Có nghĩa là có những công việc nó gọi là cái gì bác, nó không có được công nhận, phải không ạ? Tức là công ước quốc tế họ không không chấp nhận. Thì kể cả những cái việc mà gọi là gián điệp đồ này kia đó, là trong chiến tranh họ còn không chấp nhận mà. Huống hồ cái đám này chỉ là làm những cái việc đối với cháu tranh cử nghị viên ở trong một cái hội đồng thị xã, nó không khác gì tranh ba cái chức, nó gọi là tức là PTA đó, tức là phụ huynh học sinh rồi này kia, nhố nhăng nhảm nhí thôi, mà sẵn sàng làm những cái chuyện rất là vô luân, rất là gọi là ý là bất chấp thủ đoạn, làm những chuyện rất là gọi là coi như là đối với cháu là nó bác hiểu không? Tức là khi mà cháu dùng cái từ ví dụ gián điệp đó bác, tức là giả làm bạn hay là giả vờ để mà là này kia vô làm gia nhập cái này lấy kia, lôi chuyện gia đình rồi gia can người ta, phá hoại quan hệ vợ chồng, có hiểu không? Tức là bất chấp thủ đoạn, rồi tụi nó cho rằng những người tụi ủng hộ tụi nó đó cho rằng ồ tại vì làm chính trị phải thủ đoạn như vậy mới thành công. Những cái suy nghĩ rất là ngu si ấu trĩ, giống như những cái thằng bệnh hoạn nó bắt, những cái thằng tâm thần đi lính về không đi trị liệu mà gặp ai cũng muốn bắn, gặp ai cũng muốn giết, gặp ai cũng coi là kẻ thù, tức là mang tâm bệnh. Bác hiểu chứ không ạ? Tại vì nó phải phân biệt được mày đang tranh cử nghị viên trong một cái thị xã có những cái truyền thống, có những cái nguyên tắc, có những cái luật chơi, bác hiểu chứ không ạ? Mà những người như cháu nhìn vô sẽ đánh giá mày, mày là một thằng coi như là vô luân, vô đạo đức, một thằng bệnh hoạn. Tại vì giả dụ giờ cháu ra ứng cử một cái chức hội phụ huynh học sinh, cháu không thể nào, cháu như bác nói, bất chấp thủ đoạn đi ru rao, đi vu khống cho nó là ăn cướp, hãm hiếp, trộm cắp đồ này kia, chỉ vì cháu tranh cử cái chức hội phụ huynh học sinh. Giống như là cháu với bác chơi cờ tướng, nó chỉ là một cái một cái game, đúng không ạ? Một cái cuộc chơi cờ tướng thôi. Cháu không thể nào về cháu uy hiếp gia đình bác, uy hiếp vợ con bác, rồi cháu lên báo, cháu đăng tin, cháu làm tùm lum để mà cháu bất chấp thủ đoạn, cháu làm sao mà bác phân tâm, cháu thắng được cái game cờ tướng đó. Bác hiểu cháu không? Tức là nó hoàn toàn nó không có thích hợp, nó không có appropriate. Tới bây giờ vừa rồi anh nói chuyện rằng thì là tới bây giờ đó vẫn còn có những cái vụ tự tử nhiều và vậy thì cái syndrome nó vẫn còn đó nhưng mà cái khác bây giờ cái con người nó vẫn ở trong cái tình trạng bệnh hoạn, nó vẫn là nạn nhân của cái nhưng mà cái khác của một người quân tử, của một người trưởng kia làm sao của một người Mỹ, một người văn minh thế kỷ 21, bác thấy không? Nó tự tử. Nó không đi gọi là ăn vạ, nó không đi làm phiền hàng xóm, nó không đi chửi mắng thiên hạ, làm phiền vợ con. Họ bị gọi là gì bác? Khủng hoảng tinh thần, họ tự tử. Cái đó là cái chết của những người đàn ông, của những người trượng phu. Bác hiểu không ạ? Còn những cái thằng này là không dám đối diện với cái sự khủng hoảng, bị bệnh nhưng mà đi làm phiền người khác. Bác hiểu chứ không ạ? Tức là Mỹ nó là mice, những con chuột nhắt, những cái thằng không phải là đàn ông, những cái thằng bệnh hoạn.
Bác bây giờ cháu nói, dạ dù bây giờ nhưng mà cháu không chịu được thì mình tự quyên sinh. Bây giờ nó là cái bây giờ không, nhưng mà với nó thì cái chức nghị viên là đổi bất cứ giá nào cả cả cuộc đời của nó là nghị viên. Thế thôi. Cháu nói trước, cháu chịu trách nhiệm lời nói của nó và sau này hậu thế lịch sử sẽ phán xét. Ồ. Nghĩ như vậy là những thằng ngu dốt bệnh hoạn. Tụi bay học được bằng cử nhân, học được bằng tiến sĩ, ra luật sư cũng vậy. Tụi bay là những thằng ngu, không có biết cái cơ chế ở. Tụi bay không có hiểu cái chức nghị viên của cái thị xã này nó chỉ là coi như ăn không ngồi rồi, giống như hội phụ huynh học sinh thôi. Trừ khi nào tụi bay toa rập với nhau để mà khuynh loát thành phố thì sau này tụi bay sẽ bị truy tố, tụi bay sẽ bị trừng trị. Bây giờ tụi bay cứ nhập nhằng giữa cách mạng, giữa quốc cộng với phục quốc. Nghị viên ở cái thị xã này mà phục quốc con khỉ gì? Với nó thì nó là thống đốc. Với nó là tổng, nó là tổng thống bôn gia. Đó. Với nó là như vậy. Nó là gì bác? Nó dùng cái từ gì? Đô trưởng mà. Đó, cái câu chuyện đó cơ. Bởi vì cháu mới nói nó ngu dốt. Không, nó, tại sao lại ngu? Cái bằng gì nó cũng là một thằng ngu. Không, tại vì là sao sao ngu? Của nó, cháu nói thẳng con cháu của mày, sau này không đánh giá mày sẽ cười trên mặt mày. Đó, mày là một thằng ngu. Cả cuộc đời của nó, đây là cái bức thang nó thành công nhất rồi. Nó thế chỉ sống bám gà què ăn quận cối xay, lợi dụng những đồng hương lớn tuổi thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, ngu dốt, tự ăn vã của nó, tự coi cái chức này là đô trưởng. Đô trưởng cái gì? Tụi bay khi tại sao người bản xứ người ta đòi bãi nhiệm tụi bay? Tại vì tụi bay quá ngu dốt, tụi bay lạm dụng cái chức vụ này, cái hội đồng thành phố này bản thân của nó được lập ra là để 2 tuần một lần tụi bay ngồi lại, tụi bay tại sao lại còn những cái công việc thật sự nghiêm trọng đã có ông tổng quản trị ông lo, đúng không? Tại vì sao rằng thì là cái ông thống đốc này bây giờ cũng đại đương sửa soạn recall rồi sao? Không, bởi vậy cháu mới nói cái chuyện recall là rất thiên kinh địa nghĩa, bác không có gì sai hết. Nhưng mà cái thống đốc là cái chức thực quyền. Không, là một cái chức thống đốc như vậy mà cũng lại bị recall là chứ đâu có phải rằng thì là một cái thằng thị trưởng. Nhưng mà tôi nói cái tụi này nó nhập nhằng, nó mị dân. Nó cứ nói là phải bầu nó lên để mà tử thụ an lộc. Đây là cái gì đó bác, giống như là gì đó, cái thành trì cuối cùng chống cộng. Một là ngu dốt, hai là mị dân. Mị dân chứ, tại vì rằng... Tại vì đây là tử thủ cổ thành quản trị cái gì ở đấy. Thế nhưng mà đấy có thế thôi, làm sao nó có phiếu, làm sao nó quyên được tiền. Làm sao mà nó lợi dụng những cháu xin lỗi bác, đa số những người bỏ phiếu cho nó là những người thiếu thông tin, không có ngay tại sao lại Donald Trump tại sao lại còn bị impeached 2-3 lần, mà tại sao bây giờ lại nước Mỹ lại bầu một cái anh Biden, một cái anh mà lẩn thẩn, nói trước quên sau, thế nó là cái gì? Với sẵn hồi nãy mình nói công giáo đó bác, cháu nghe nói là bên tổng giám mục gì cũng đòi là tước cái phép thông công gì của ông Joe Biden, phải không ạ? Tức là có liên quan đến bên công giáo với ông. Câu chuyện là nó là cái bọn trên nguyên tắc nó là giả hình, tức là cái ông này là ông ấy công nhận cái quyền phá thai, cái quyền bảo vệ sự sống pro life, rồi thì là bởi vì rằng thì là cái ngay trong cái đạo công giáo cái đạo bây giờ đó là cũng đã nhiều người người ta bỏ đạo rồi, cái đạo bây giờ thì bây giờ là nó đổ tội cho người này người kia đó, nhưng mà thực ra thì là cái thượng bất chính hạ tắc loạn, hoặc là cái đạo đó thì nó đòi hỏi là những các cái như là kinh hòa bình, rồi nó nói thì là làm việc thiện thì cái là làm tay phải không báo cho tay trái biết, rồi thì là những điều không thấy mà tin thì đi mẹ nó đi cái chết mẹ nó còn gì nữa. Bây giờ thành ra bây giờ người ta bỏ đạo hết cả rồi thì nhiều, rất nhiều người bỏ đạo rồi,
chỉ có thế. Nhưng mà những người mà đi theo đạo thì nó lại hết sức là u mê và hết sức là nó quyên tiền mạnh, và đấy nó chiếm cả cái nhà thờ kiến, và rồi thì là những các cái ngày lễ nó lớn, nó từ cái nhà thờ Tam Biên bây giờ là nó chiếm cả nước Mỹ, nó chiếm cả cái đạo Tin Lành. Nó có cái tinh thần của nó không phải là tinh thần của Chúa Kitô, nó là xin lỗi các bạn nha, phải thu lại tại vì cái phần kết chào ra nó bị hết pin. Dạ vâng, rồi bây giờ cháu mời bác bắt đầu. Thưa anh, đây là cái giai đoạn chót mà của ông Ngô Đình Diệm, của tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Thì ban nãy mình nghe nói chuyện rằng thì là ông Ngô Đình Diệm có hỏi cái đại sứ Mỹ rằng thì là người Mỹ có đứng đằng sau cái cuộc đảo chánh này không đó. Thì đại sứ Mỹ nó trả lời rằng thì là chúng tôi cũng không biết, nó trả lời. Rồi thì là ông Ngô Đình Diệm lại hỏi thêm nữa rằng thì là thế thì ông hỏi Hoa Thị Đốn xem rằng thì là người Mỹ có đứng đằng sau cái này không. Thì nó trả lời, cái đại sứ Mỹ ở Việt Nam nó mới trả lời rằng thưa ông, lúc này là ở Hoa Thị Đốn, 3 giờ sáng ở Hoa Thị Đốn, bởi vì là cái lúc đảo chánh là nó buổi trưa ở Sài Gòn. Thế thành ra đó là nó bảo 3 giờ sáng ở Hoa Thị Đốn. Thì suy nghĩ ra thì mình thấy tủi thân, cái thân phận nhược tiểu. Do đó mà nó có nghĩa rằng giờ này cái thân phận của Ngô Đình Diệm, một cái người mà lãnh đạo của miền Nam Việt Nam, cái số phận mà nó cũng nói rằng thì là chúng tôi không dám đánh thức tổng thống tôi dậy, thôi dáng mà lo lấy thân của ngài. Thành ra rồi về sau nó có thế là ông Ngô Đình Diệm cái lúc bấy giờ thì hình như là nó có một cái giải pháp là nó định để cho ông Ngô Đình Diệm đi lưu vong. Thế nhưng mà ông Ngô Đình Diệm là cũng quá cứng, thành ra và hình như là không có chịu mà bà hy sinh ông em Ngô Đình Nhu. Vâng, không, cái hy sinh ông em Ngô Đình Nhu tức là nó những các cái lực lượng Phật giáo giết đối lập đối liếc thì là nó cứ nói rằng thì là Ngô Đình Du là một trong những các cái người bay cái là cái đầu não của cái chế độ Ngô Đình Diệm đó, và nó thế nhưng mà thực tình thì cái anh đại sứ Mỹ đó nó nói một cái câu sau khi nó trả lời thế rồi nó cũng hơi sẵn là nó nói rằng thì là ông có số điện thoại của tôi đó, ông có số điện thoại của tôi đó, tức là nó cũng muốn nói rằng thì là nếu mà ông muốn cầu cứu tôi đó thì ông gọi cho tôi thì tôi có giải pháp là cho ông lưu vong, đại khái như vậy đấy. Thưa anh, thành ra để mà kết luận kết thúc cái buổi nay thì tôi muốn đọc cái bài thơ của phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa cái ông Bùi Bảo Trúc đó, nó cũng đượm cái màu mà cái ngày tàn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nó gồm có 4-5 đoạn. Đây cái tựa của nó là Sài Gòn có những ngày rất buồn, cái tựa đó. Còn bây giờ đó là nó 5 đoạn. Sài Gòn ngày rất buồn, bản tin chiến sự lúc đầu hôm, nghe xong biết giảng gì trong lớp, dạy chúng sao thì cũng tới quân trường. Tức là ông Bùi Bảo Trúc này, phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cũng kiếm thêm tiền bằng cách đi dạy tư. Thì ông ấy nói rằng thì là và nhất là cái tin tức của
Việt Nam Cộng Hòa cái lúc bấy giờ đó, thì là các cái đài nó đánh tele tiếp về mấy gì đó, thì là nhận được ở Sài Gòn thì phần nhiều là nó nhận vào được vào buổi chiều, ở bên kia là nó là buổi sáng hay buổi trưa ở Hoa Thịnh Đốn, thì ở Việt Nam là vào buổi chiều. Thế cho nên Sài Gòn có những ngày rất buồn, bản tin chiến sự lúc đầu hôm, lúc đầu ngày đó, hôm là ngày đó, nghe xong biết giảng gì trong lớp, dạy chúng sao thì cũng tới quân trường. Tức là ông ấy nói là ông ấy dạy mấy cái lớp học đó thì cả, rồi cũng đi lính thôi. Dạy gì bây giờ, tới tới nghĩa vụ quân sự rồi, tới lúc giờ là tổng động viên rồi. Đoạn sau là Sài Gòn có những sáng rất buồn, bỗng buồn nôn, thành phố xôn xao tin pháo kích, chuyện Gia Béo, chuyện Tống Lê Chân. Tức là bây giờ nó bắt đầu là cái đoạn đầu là có những ngày rất buồn, nhưng bây giờ ông phân tích là có những buổi sáng rất buồn. Ly cà phê uống bỗng buồn nôn, tức là nuốt không trôi nữa. Một cái người mà một buổi sáng mà thì người nào cũng uống cà phê cả, nhưng mà phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa đó thì ông ấy thấy rằng uất ức ở trong cổ, coi như rằng thì là và cái tin mà ông ấy nhận được đó, thành phố xôn xao tin pháo kích, tức là cộng sản nó đã vây chung quanh thành phố rồi, nó đã pháo kích vào cái phi trường Tân Sơn Nhất, hay là pháo kích vào một vài cái con đường, tức là Sài Gòn nó nằm trong cái tầm pháo của cộng sản chung quanh Sài Gòn rồi. Thành phố xôn xao tin pháo kích, chuyện Gia Béo, chuyện Tống Lê Chân, tức là bắt đầu là người ta bắt đầu làm một cái chuyện nhượng bộ, hay là chúng ta nhận cái hòa bình bằng cách rằng thì là chia cho Gia Béo. Gia Béo là cái da con hổ đó, con béo đó, tức là cái vâng, tức là cái mảng nào là của cộng sản, mảng nào là của quốc gia, thì là Gia Béo. Còn chuyện Tống Lê Chân là một trong những các cái Tống Lê Chân là những các cái nơi mà đi qua đó để mà nhận tù binh, tức là đã sửa soạn cái chuyện tới lúc mà trao đổi tù binh rồi đó ở Tống Lê Chân. Thành ra đó, do đó mà những người mà biết về thời thế đó thì uống ly cà phê cũng không nổi mà muốn buồn nôn. Đoạn thứ ba, Sài Gòn có những trưa rất buồn, cine thường trực tối như bưng, chán đời xem hết hai phim trường, phim hết mà sao vẫn cứ buồn. Hồi đó thì cine thường trực đó, nó là cine permanent, tức là vì nó chiếu những cái phim cũ, và đồng thời là nó không tắt máy lạnh, cho nên hết cái này cái kia nó tắt máy lạnh thì lại mở lên mất công. Thành ra những các cái người mà đi vào trong đó để mà ngồi ở cái máy lạnh, gọi là để mà suy nghĩ, hay là có gì, tất nhiên là những người đi vào trong đó ngồi để mà tán gẫu, có những người mà đi vào trong đó ngồi để mà sờ mó nhau, đủ hết. Thành ra là thường trực tối như bưng, chán đời xem hết hai phim trường, phim hết mà sao vẫn cứ buồn. Đấy là cine thường trực tối như bưng đó, trong cái ánh tối đó mà tôi thấy rằng thì là tôi cũng vào trong đó để nghe thấy những các cái tiếng mà khuy bấm của mấy bà đó, lột áo nhau hay là gì đó, cái khuy bấm kêu tách 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 đấy là
Rồi tới cái đoạn thứ đoạn sau nữa là Sài Gòn có những chiều rất buồn, báo chiều cáo phó chiếm Nguyên Trang, mở ra đọc thấy tên người bạn chuẩn úy vừa ra đã truy thăng. À, tức là tới lúc bấy giờ là cái cuộc chiến tổng động viên nó tàn cuộc rồi. Và cái báo thì là nó in vào buổi chiều, cho nên đó mở ra thì là báo chiều cáo phó chiến Nguyên Trang, tức là mở ra đọc thấy tên người bạn chuẩn úy vừa ra đã truy thăng. Tên người bạn vừa động viên xong mới ra ra trường thì mới là chuẩn úy, nhưng bây giờ chết ở ngoài mặt trận rồi thì là truy phong lên trung úy, mà đấy là bạn của Bùi Bảo Trúc. Và ông Bùi Bảo Trúc thì có chữ nghĩa và may ra có một chỗ vững thì làm phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đấy là cái thân phận của cái cuộc chiến nó tới ngày tàn, nó tới ngày Sài Gòn có những tối rất buồn, đi hoài vẫn không hết chồn chân, khi về Hỏa Châu soi đầu ngõ, thành phố bàng hoàng lệnh giới nghiêm. Thế thì Sài Gòn có những tối rất buồn, Hỏa Châu đi hoài vẫn không hết chồn chân, tức là ông này cũng không muốn về nhà nữa. Đi dạy học đi dạy học ấy rồi nhưng mà vẫn còn cái tuổi trẻ. Rồi thì là khi về Hỏa Châu soi đầu ngõ, thành phố bàng hoàng lệnh giới nghiêm. Cái vấn đề này thì cũng xin có một cái chú thích khác, tức là khi mà cái bà Nguyễn Thị Bình bà mới cãi nhau với ông Nguyễn Văn Thiệu, cãi nhau về cái Việt Nam Cộng Hòa đó, thì bà mới nói chuyện rằng thì là ông nói rằng ông kiểm soát được 97% dân chúng, thế nhưng mà thưa ông, thế thì buổi tối tại sao phải bắn Hỏa Châu lên làm gì? Bắn Hỏa Châu lên để xem rằng có du kích của chúng tôi nó nằm chung quanh Sài Gòn không, nó nằm chung quanh ngay cái thành phố không? Vâng, đó. Do đó mà thành phố bàng hoàng lệnh giới nghiêm, tức là cũng đã cái giờ là sắp hấp hối rồi. Lệnh giới nghiêm là từ 10 giờ tối cho tới 5 giờ sáng chẳng hạn, bàng hoàng. Thành ra đây mới là những các cái chứng nhân của cái tình trạng đó, mình mới thấy rằng thì là thành phố bàng hoàng lệnh giới nghiêm, và cái cãi nhau của cái bà Nguyễn Thị Bình với lại những người Việt Nam Cộng Hòa đó, mới nói chuyện được thì là anh ấy điên rồi sao phải bắn Hỏa Châu lên. Vậy thì là các anh biết là người chúng tôi xâm nhập, và cũng nhân đây nói về mấy cái cô Gia Long, mấy cô Trưng Vương, thì mấy cái cô ấy nghĩa là tiếc rẻ cái Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng thì là Việt Nam Cộng Hòa của mình dạo trước nó đàng hoàng lắm, một thoáng Sài Gòn năm xưa mấy gì đó, là mấy cô này là một trong những cái nữ sinh mà gọi là mơ mộng hão, những cái người mà biết tình hình quân sự thì biết là cái cộng sản là nó vây xung quanh thành phố rồi, nhưng mà các cô này thì vẫn phè phỡn, vẫn nói rằng thì là một thoáng Sài Gòn, nhớ Sài Gòn thành phố bàng hoàng lệnh giới nghiêm. Nhưng người về quân sự thì mới biết rằng tại sao phải giới nghiêm, tại sao phải bắn Hỏa Châu. Còn mấy cô này thì vẫn còn nhớ Sài Gòn, một thoáng Sài Gòn, coi như là Sài Gòn ở trong êm ấm, Sài Gòn của mình đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Nhưng mà đấy là láo không hiểu tình hình quân sự. Là ngu ngơ hồn nhiên không biết. Vâng, đó, vâng. Thành ra, vâng,
bây giờ là còn cái nữa là câu chót, cái đoạn chót là Sài Gòn có những khuya rất buồn, mấy câu vọng cổ cứ bay sang, nằm mãi mà vẫn chưa chịu sáng, mà sáng rồi đâu đã hết buồn. Vậy thì đây tôi cũng lại xin có một cái bình, một cái chú thích là Sài Gòn có những khuya rất buồn. Ông này là ông ấy đi mãi ở chân mà cũng đêm không ngủ được. Ông ấy hiểu cái tình hình đất nước, hiểu tình hình chiến sự, cho nên mấy câu vọng cổ cứ bay sang. Mấy câu vọng cổ cứ bay sang là gì? Mấy câu vọng cổ là quần chúng, quần chúng, cái vọng cổ nó là tiếng lòng của cái người dân miền Nam, người dân Nam Bộ. Và mình mới thấy rằng cái tâm lý của Việt Nam Cộng Hòa đó là hoàn toàn sai lầm. Cái vọng cổ, một tuần lễ ở trên cái đài phát thanh Sài Gòn chỉ có được nửa giờ có vọng cổ thôi. Còn thì là tất cả cái kia đều là tân nhạc, tân nhiếc. Những các cái nhạc này, nhạc tức kia là đó. Sau này là Phạm Duy rồi này kia vô đó, rồi ông Ngô Đình Diệm thì triều đình Huế mà. Tức là họ không có, đúng không ạ, họ không có thấu hiểu được cái, như bác nói, nỗi lòng người dân Nam Bộ. Sau này thì cũng giống như là mấy cái ông mà về sau này đó, cái ông ngồi đây cũng đông bao tử bao tiếc gì, ông cũng đổ luật, ông gọi là anh giải phóng tôi, hay là ông anh tôi giải phóng anh, hay là cái gì đó. Thì đấy, Sài Gòn có những khuya rất buồn, mấy câu vọng cổ cứ bay sang, nằm mãi mà vẫn chưa chịu sáng, mà sáng rồi đâu đã hết buồn. Tức là tháng 6 năm 1974, tức là ông Bùi Bảo Trúc. Nhưng mà sau nhờ mấy cái đoạn thơ này, mấy cái đoạn văn này đó, thì ông mới viết thêm một cái đoạn nữa. Viết thêm một cái đoạn nữa là Hạ Chí Chương, một cái câu thơ của Hạ Chí Chương. Ông già Hạ Chí Chương đọc dễ sợ, đọc tức là văn quá hay đó, đọc dễ sợ. Ông đi đâu, ông ra đi đâu không biết, lang thang hết một đời, đến lúc già mới về quê chơi. Ông nghe tiếng người nói vẫn còn nguyên những giọng cũ xưa, như lúc ông còn trẻ ở trong làng. Chỉ có tóc mai của ông đã bạc trắng. Bọn trẻ trông thấy ông nhưng không biết là ai, chúng ôm bụng cười hỏi ông già từ đâu tới vậy. Ông tức quá viết một bài thơ tứ tuyệt, Hồi Hương Ngẫu Thư, đến bây giờ đọc còn thấm thía. Đọc còn tấm thía. Cái bài thơ đó bốn câu thế này: Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mấm mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn khách tòng hạ sứ lai. Tức là ông ấy nói về cái thằng mấy cái thằng nhỏ đó, nó thấy ông già đó, nó hỏi ông từ đâu tới, nó cười, và nhi đồng tương kiến bất tương thức đó, tiểu vấn hà sứ lai. Thế thì Bùi Bảo Trúc mới nhớ về cái thân phận của mình, hắn mới nhớ lại rằng tưởng tượng mai về khu ngã sáu. Đời xưa hắn ấy ở khu ngã sáu Sài Gòn, gần cái tiệm mì ở chỗ ngã sáu. Thì chiều ra đầu ngõ đứng trông xe, có người quen hỏi lâu không gặp, đáp khẽ đi xa mới trở về. Tức là chối cái dĩ vãng của mình.
coi như là tới cái giờ hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa rồi. À, tới, à, tới cái giờ đó, à, đi về mấy cái, cả một cái đời người đi làm Việt Nam, đi làm phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa mấy gì đó, tới giờ này thì cả lại về cái quê hương như là cái ông già Hạ Chí Trương đứng ở ngã sáu, à, chờ xe nó đi và có người quen hỏi thì là lâu không gặp, à, hồi đó ông ở đâu, thì Bùi Bảo Trúc nói rằng thì là, à, nói khẽ nói nhỏ đi xa mới trở về, cũng không nói rằng chúng tôi đi phiêu lưu làm phát ngôn viên Việt Nam Cộng Hòa, à, lên tận Hoa Thịnh Đốn, à. À, 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 cũng hệt như hồi hương ngẫu thư, tóc xanh giờ đã bạc như tơ, tiếng quê nghe vẫn đầy âm cũ, mà cũng lạ tai câu trẻ thơ. Ô hay tiền bối Hạ Chí Trương, tiền bối ra đi thủa Thịnh Đường, thời thời Đường đó, à, sao thơ hệt chuyện bây giờ nhỉ, thủa ấy mà sao cũng nát lòng. Tôi cũng như ông, đời biệt xứ, trẻ ra đi già vẫn tha hương, mấy chục năm trường trên xứ lạ, tôi đọc thơ ông nát cả lòng. Dạ vâng thưa bác, đúng ra là mình kết thúc, nhưng mà tại vì bác đọc cái bài thơ mà gì đó, ngày ấy... Sài Gòn có những ngày rất buồn. Sài Gòn có những ngày rất buồn. Thì bây giờ cháu biết, bây giờ ở Việt Nam, bây giờ gọi là Sài Gòn đó bác. Có những ngày ở Sài Gòn bây giờ có rất nhiều người đang buồn, đúng không ạ? Tại vì bác biết cái vấn đề cách ly, giãn cách xã hội. Thì bác nghĩ sao về cái, tức là mình đã trải qua cái thời gian đó rồi, đúng không ạ? Tức là giãn cách xã hội là chính phủ cấm không có cho ra đường nếu mà không có lý do chính đáng. Nhưng mà thật sự bác biết bên Mỹ này nói là vậy thôi, chứ còn cháu nhớ cái thời gian đó có những lúc đường nó rất vắng, nhưng mà cháu muốn đi thì cháu đi, chẳng bao giờ thấy cảnh sát chặn mình lại hết, đúng không ạ? Nhưng mà Sài Gòn thì nó khác, Việt Nam thì nó khác. Thì thứ nhất là bác nghĩ sao về cái vấn đề mà giãn cách xã hội, đúng không ạ? Tức là cái giải pháp đó và cái tâm trạng bây giờ nhiều người Việt Nam cũng rất là buồn nản, bọn ạ, kể cả có một số người bên hải ngoại đang bắt đầu gọi là thế lực thù địch đối lập đó, bắt đầu phê phán đấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là quá mạnh tay rồi quá độc tài gì đó, rồi mời bác. Vâng thưa anh, thành ra mình mới thấy rằng thì là thành ra cái chế độ độc tài nó hữu hiệu, nó hữu hiệu, và mình vẫn trong cái luận điệu của tôi, vẫn trong cái lập luận của tôi, tức là buôn hận thù bán hàng giả và chúc giữ cho quê hương. Thì bây giờ mấy cái người ở hải ngoại này cứ vén môi lên chửi ở trong nước, nhưng mà ở trong nước là họ làm nó đáp ứng nó hữu hiệu thật, ngay không phải là cái con virus này và cái cuộc bầu cử mới đây thôi, tức là họ tới tận nhà, họ gõ cửa từng phường ấp từng xóm một, nó gọi ra đi bầu, phải không ạ? Thành ra tuy rằng thì là gọi ra đi bầu, bắt đi bầu mấy gì đó, nhưng mà nó khám, nó xem rằng thì là từng khu phố, từng phường trưởng, từng công an khu vực, nó xem là anh đã đi bầu chưa, nó mời ra đi bầu, nó bắt ra đi bầu, và anh bầu, và trong cái bầu đó có tự do, anh muốn bầu anh để phiếu trắng cũng được, anh muốn bầu cho đối lập cũng được. Thế nhưng mà thì mình nghĩ rằng thì là đây trong một trong những các cái quản lý con người, quản lý nó hữu hiệu cả trong cái chuyện giãn cách xã hội, cả trong cái chuyện bầu cử, hai cái nó cũng gần với nhau. Thế anh thành ra cái vấn đề bây giờ tôi thấy rằng thì là anh Khải Đào nói rằng thì là ở đây mình muốn đi đâu thì cũng vẫn vậy,
thành ra tôi mới tôi mới buồn cười, hay là tôi nghi ngờ cái truyền thông hải ngoại có đôi khi nó tả cái cảnh ở trong nước hiện tại, hay là nó tả cái cảnh buôn xa, mà mình thấy rằng thì là nó tả ai ấy chứ nó không phải là nó tả cái cảnh thật ở buôn xa. Tuyên truyền xuyên tạc chứ không có vâng. Nói lên được bộc lộ được sự thể hiện được sự thật. Vâng, đó thế kia nó tả ai đó ở buôn xa là mình sống như vậy mình đâu có thấy rằng thì là cái xã hội này tôi vẫn ngồi cà phê, tôi vẫn thế này thế kia đó, nhưng mà mình thấy rằng thì là rõ ràng cái mà quản lý con người, cái mà quản lý của thằng công an khu vực phường xóm đó nó hữu hiệu, do nên nó dập được cái dịch. Còn thì ở buôn xã này đó, tôi vẫn đi cà phê, Khải Đào vẫn đi cà phê, thành ra đó mà thích đeo khẩu trang thì đeo, không thích thì thôi, chứ cũng vâng, cảnh sát nó cũng không có ép buộc ai hết. Vâng, và rồi thì là bây giờ thì là đấy là chưa kể rằng thì là bây giờ là cứ lên mà gào thét là phải chích ngừa, rồi thì là còn tra treo cả giải thưởng chích ngừa đó. Thành ra là cái quần chúng ở Việt Nam, cái quần chúng ở đâu cũng vậy thôi, là cái quần chúng nó óng ẻo lắm, chưa có thì nó gào lên, nó gào lên cái thuốc vaccine, thuốc chủng ngừa, mà tới lúc có rồi mời nó đi chích thì nó óng ẻo, nó óng ẻo, nó chê ổng chê eo, rồi thì là có nhiều khi nó lại đặt cái vấn đề là chưa chắc đã hữu hiệu. Rồi thì là cuối cùng thì đành mặc xác mày, thì bây giờ mình thấy rằng thì là cái mà bây giờ lại cái con virus nó biến thể từ Ấn Độ mới gì nó biến thể, thành ra đó bây giờ những các cái thuốc vaccine mà gì đó hiện giờ đang có chưa chắc nó đã hữu hiệu, hoặc là nó hữu hiệu ít thôi, thành ra là bây giờ là mình mới thấy rằng thì là có lẽ là cái cơ trời vật nước với gì đó thì bây giờ là cái lúc mà mình đành chấp nhận sống chung hòa bình với cái con virus, dù là nó biến thể thế này thế kia đó, và mình chấp nhận cái trận mà cái chuyện mà chết người chết như đống ở Việt Nam thì hay là Việt Nam thì nó chết ít hơn là bên Mỹ. Dạ, vâng, tức là so với Mỹ là hầu như không chết, tại vì nếu mà chết chỉ có mới có 100 người thì coi như là so với 600.000 người của Hoa Kỳ thì coi như là con số zero, đúng không ạ? Vâng, bác cho cháu hỏi là như bác vừa nói đó, tức là trong thời gian vừa qua bác cháu mình vẫn sinh hoạt bình thường, hàng ngày bác vẫn đi uống cà phê, đúng không ạ? Thì mặc dù là nói là trong cái bệnh dịch chính phủ cơ quan y tế họ vẫn khuyến cáo, phải không ạ, nói là mình nên ở nhà giãn cách, nhưng mà có phải cái đó là cái chọn lựa của bác, giống như bác nói đúng không ạ, sống chung với lũ hay là sống chung với dịch, có nghĩa là trời kêu ai nấy dạ. Cháu nói về không biết là cháu có chù ẹo cho bác hay là chút giữ cho bác không, nhưng mà bác chấp nhận, có phải vậy không ạ? Tức là bác chấp nhận là nếu mà trời kêu ai nấy dạ, mà thà là bác vẫn hàng ngày đi uống cà phê, chứ nếu mà dạ dụng cháu là con bác hay là anh ta ở nhà hay con cháu của bác nói bác là thôi ông ba bây giờ không có ra đường nữa, ra đường lây bệnh chết, bây giờ phải ở nhà, thì bác có chấp nhận trong 1-2 năm qua là ở nhà để mà không bị lây bệnh, để mà gọi là giữ mạng sống, hay là bác thà chấp nhận hàng ngày vẫn đi ra đường uống cà phê mà lỡ mà có bị bây giờ bác đã trên 80 rồi đúng không ạ, có bị lỡ bị mà lây thì có thể bị thiệt mạng, nhưng mà bác chấp nhận đối diện với cái kết cục đó. Vâng, thì tôi nghĩ rằng gia đình nào này họ cũng khuyên cái đó, và họ lại còn nói rằng thì là bố có đi ra đó, bố lại mang cái hại về cho gia đình, lại gây
cho những cái người cho con cháu và vân vân. Thế thành ra đó là mình mới thấy rằng thì là nó cũng chỉ là một cái cãi chày cãi cối, coi như rằng thì là coi như cái đáy của vấn đề là mình cũng không tin rằng cái con virus này nó tàn phá đến như vậy, hoặc là mình cũng coi như rằng thì là thôi, đành sống chung với nó. Thì anh tôi nghĩ rằng thì là gọi là liều đó, phải không? Chấp nhận là giống như cháu dùng cái từ trời kêu ai nấy dạ, là như nói là cũng hơi chấp luôn. Vâng, thế thành ra đó là bây giờ là nhưng mà nói vậy thì bác nghĩ sao về cái mà như hồi nãy bác nói, nếu mà như vậy thì một cái xã hội, đúng không ạ, mà giả dụ như bác, nếu mà bác ở Việt Nam thì cháu nói giả dụ như ở Việt Nam thì có thể nói mà hơi quá ra đó, như những cái người mà đang chỉ trích đó, tức là khi mà chính phủ đã ra lệnh mà nói là giãn cách rồi đó, là mình mà ra đường như bác mà muốn ngày nào cũng đi uống cà phê đó, là họ sẽ giống như tàu nó gông cổ nó đưa mình đi cách ly, ví dụ như vậy. Thì bác nghĩ sao nếu mà bây giờ với cái suy nghĩ cá nhân là mình chọn một cái xã hội nào, xã hội thà là bác như những người như bác có quyền sống theo cái chọn lựa của mình, mà cuối cùng cái kết cục là có 600.000 người, đúng không ạ, là trở thành nạn nhân qua đời, hay là như bác nói là để một cái chế độ độc tài mà họ có quyền thực thi cái chính sách của họ để mà cuối cùng là kiểm soát được dịch, nhưng mà người dân bị mất tự do, thưa bác? Vâng, thành ra nó, thưa anh, nó thành ra cái chuyện mà họ đây là một trong những các cái độc tài, cái quản lý nó cần thiết và nó tốt nhất. Chứ còn mà tôi nhớ tới cái câu mà ông Nguyễn Xuân Phúc mới gì đó, ông nói chuyện là hình như ông nói là dân chủ là cái gì, không phải là có nhiều đảng phái mà là dân chủ đâu. Ông ấy chỉ trích một cách nó là nói một cách nó bình dân đó. Thì ông nói chuyện rằng thì là nó là một trong những cái quan điểm nó xa xỉ, phải không ạ? Nó xa xỉ và nó ngớ ngẩn. Bởi vậy đó bác, tức là mà cháu không muốn đi vô vấn đề triết lý vấn đề, đúng không ạ? Tức là kỹ dùng những cái từ mà nó là chuyên môn, phải không ạ? Để mà bàn thảo. Bởi vậy cháu muốn đưa ra cái ví dụ là vậy đó, tức là bây giờ một cái mặc dù nói là như bác nói là nó hiệu quả, đúng không ạ, nhưng mà ngược lại bản thân như cháu với bác thì mấy năm nay cũng gần 2 năm rồi, đúng không ạ, mình vẫn gọi là tự do thoải mái, mặc dù cháu vẫn có cái giới hạn, mình vẫn biết chừng mực, nhưng mà ít nhất là khi nào cần đi, hoặc là như bác mỗi sáng cần đi uống cà phê vẫn phải đi uống cà phê gặp mặt bạn bè. Nhưng mà nó là một hình thức tự do, nhưng mà cái hậu quả của nó là nước Mỹ có 600.000 nạn nhân qua đời. Thì như vậy là cái ý cháu nói là nó gọi là pro and con, cái được và mất của hai cái cơ chế, hay là hai cái không. Anh Ngạc, nếu mà trong cái tình trạng khác, cái tình trạng bình thường, thì cái cơ chế, cái tổ chức của xã hội của họ đó, nó hữu hiệu, nó hữu hiệu. Ví dụ như là cái đi bầu cử đó thì là nó hữu hiệu. Còn bây giờ với cái con virus này đó, thì nó cũng gọi là nó hạn chế được một phần nào. Trong cái giai đoạn đầu đó thì nó gọi là chống dịch như chống giặc đó, chống giặc như chống dịch đó. Nhưng mà tới bây giờ thì nó thành ra là nó bung rồi. Thành ra cháu cũng nghĩ như vậy, đúng không ạ? Tức là như bác nói là nó là cúm, thì cúm hàng năm là mọi người biết là mình phải sống với cúm hàng năm rồi. Thì đến một lúc nào đó thì không thể nào anh kiểm soát mà nói là nó không lây được, đúng không ạ? Tức là kiểm soát đến mức độ nào thôi, chứ còn đến một cái mức mà để mà hy sinh cái tự do của người dân thì những người như cháu với bác thì mình không chấp nhận, có phải vậy không? Mà cũng cái câu chuyện rằng thì là nói chuyện rằng thì là cái hy sinh với gì đó thì bây giờ lại trở lại cái con cúm Vũ Hán, không ạ, ở bên tàu. Thì đây là cái suy nghĩ của tôi, cái này đó bây giờ người ta vẫn còn
cho phái đoàn lúc là VTO rồi tới điều tra, lui. À, thì tôi cho rằng thì là cái con virus ở Vũ Hán là nó có thật, nó ở trong phòng thí nghiệm thật. Tức là nhân tạo, do người tạo ra. Nhân tạo nhân tạo, và nó nói về cái suy nghĩ về cái con rơi, con giếc thì có vẻ tôi thấy là nó đúng. Thế thì nhưng mà cái nước tàu đó là nó đây là suy nghĩ của tôi, nó là nó chẳng may nó dĩ độc trị độc, là cả thế giới đều chế bom vi trùng hết. Nhưng mà bây giờ chẳng may ở Vũ Hán ấy là cái con này nó sổng ra bên ngoài, nó sổng ra bên ngoài thì cái người tàu đó nó vẫn trong cái đường lối của nó đó, nhất lộ, cái con đường tơ lụa mới đó, nó gọi là nhất lộ nhất đái đó, thì nó biến cái khó khăn, nhân cái kế tiểu kế, nó biến cái khó khăn, cái con virus này nó thoát ra, và trước tiên là để cho dân tàu chết, tại trên đất nước tàu mà chết, và nó giấu chứ cái chết nhiều lắm, và rồi thì là nó bung ra thế giới, và nó bung ra thế giới, và nó thấy rằng thì là với cái cơ chế của nó đó là nó khống chế được, bởi vì rằng nó độc tài, nó dẹp từng nhà, từng khu phố, từng gia đình nhà này tới gia đình kia. Còn thì bây giờ tao ném ra thế giới tự do, Khải Đào hay là Nguyễn Mạnh Cường vẫn đi ra đó, thì mày đỡ không nổi. Do đó mà người Mỹ chết nhiều, Âu Châu chết nhiều, cái này cái kia đó. Và đây mới là cái tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình nó cũng làm như là Mao Trạch Đông, cái Hồng Vệ Binh, muốn làm từ cái đáy của vấn đề, cái gốc của vấn đề, tức là dạ vâng, tức là như vậy là bán, tức là hồi nãy mình đang nói là dạ vâng, tức là mình đang nói là bây giờ nói là cái cúm Vũ Hán là do nhân tàu họ làm ra bán, thì có người nói là Việt Nam bây giờ mà tại sao mà Sài Gòn, đúng không ạ, tự nhiên là có bị nhiều nạn nhân bị lây như vậy, là có người đặt vấn đề là có thể là tại vì tàu cầu họ cố tình họ tung qua, thì bác nghĩ sao? Vâng, thì tôi nghĩ rằng thì là bây giờ là ai cũng chế bom vi trùng cả, và nhất là cái câu chuyện là đỡ không nổi, và bây giờ là nó chỉ cho một cái người mà có bệnh, một cái người có bệnh đi tới một cái vùng nào đó, thì theo tôi thì có thể là những các cái kẻ khác, hay là những cái kẻ nó không còn tin tưởng gì đó, thì nó chơi cái trò độc ác đó. Thế nhưng mà rồi cái hậu quả thì cũng chưa chắc là cái dân tộc Việt Nam hay là những nhà cầm quyền Việt Nam nó không biết trả đòn, nó không biết trả đòn, rồi thì là có thể là nó trả đòn và tàu có thể nó trả đòn vào nước Mỹ, nó trả đòn vào những nước Âu Châu, nó trả đòn vào Putin, trả đòn vào Liên Xô, vân vân. Thành ra là cái giờ này thì nó mới tới, mà cái kết luận của tôi nó là bây giờ phải chăng thế giới nó tới cái hồi mạt vật, tới cái hồi hạ nguồn, cao đài, tức là hạ nguồn, tới cái lúc mà apocalypse, tức là cái tận thế, gần như là đi sang một cái giai đoạn mới của nhân loại, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Giống như hồi nãy Khải với Bất Cường đã chào ra rồi, nhưng mà tại vì cái máy nó ngưng, thành ra bây giờ mình phải...